Cô máy có cho mình một cái phần thiết kế nhỏ gọn, dễ cầm nắm và được ra mắt vào năm 2019. Ở thời điểm tại thì em này vẫn có 3 mắt này. Và xin chào anh em đã quay trở lại với review công nghệ Minh Minh. Trên tay mình đây là con iPhone 11 Pro ra mắt cũng tầm khoảng là 5 năm rồi. Và nếu như anh em có dự định mua chiếc điện thoại này thì sau đây là những thứ anh em cần phải lưu ý trước khi mua. Và anh em còn chần chờ gì nữa mà không, để làm like, một subscribe cũng như là nhấn nút chuông để bắt đầu video chi tiết thôi. Đầu tiên, thứ anh em cần phải lưu ý đối với một cỗ máy cũ đó chính là cái chuyện gặp phải hàng điểu, hàng giật. Thế này thật sự để mà nói thì kiểm tra nhanh thì nó rất là khó anh em ạ. Cho dù là anh em có sử dụng em này lâu đi chăng nữa thì cũng khó mà biết được. Điều này thì bắt buộc bạn phải tìm đến một nơi uy tín thì nó sẽ ok hơn nhiều. Như là mình có tham khảo tại cửa hàng di động Mỹ, em iPhone 11 Pro này hiện tại chỉ có mức giá tầm khoảng là 8,6 triệu mà thôi. Anh em quan tâm thì có thể bấm vào cái phần đường link ngay dưới phần mô tả để có thể dẫn đến cửa hàng di động Mỹ anh em nhé. Tham khảo một số mẫu máy iPhone đang mức giá cực ngon luôn. Và khi mua máy thì di động Mỹ cũng sẽ có những chính sách bảo hành yên tâm hơn cho anh em. Đây cũng là một điều mà anh em cũng không cần phải lo lắng khi mà anh em mua máy tại đây. Tiếp theo thì đó chính là cái phần pin em iPhone 11 Pro này. Thực ra thì em này với cái dung lượng pin là hơn 3000 mAh thì nếu như anh em sử dụng những cái tác vụ cơ bản thì mình nghĩ nó vẫn có thể đáp ứng được cho anh em một cách rất là bình thường thôi. Và đối với những chiếc máy cũ như thế này thì chắc chắn pin nó sẽ bị chai đi. Như con máy của mình đang cầm trên tay thì pin chỉ còn khoảng là 97%. Thực ra thì với cái thông số này so với một con máy khoảng 4-5 năm thì nó vẫn cao đấy nhá. Theo như mình đoán thì em thoại này có thể đã được thay pin rồi đó, cho nên là pin nó mới còn cao như thế này. Chứ còn thật sự đối với những con máy có thời gian ra mắt khá lâu rồi thì cái phần trăm pin của nó cũng rơi tầm khoảng là 80 mấy, cũng là khá cao rồi. Đấy là pin zin đấy em nhá. Nên là đối với em này mà khi mà anh em mua về pin nó còn thấp thì bắt buộc anh em sẽ phải thay để có cho mình một cái thời gian sử dụng nó lâu dài hơn. Tại vì mặc định em này thì nó đã không trâu rồi, nó chỉ để đáp ứng được cho anh em những cái tác vụ cơ bản hàng ngày thôi. Chứ còn để mà anh em có thể sử dụng mà nhiều này hay là chơi game các thứ thì một ngày anh em phải sạc nhất là 2-3 lần rồi. Rồi, và với em này thì còn một điểm nữa, có thể nói là thọt hơn khá là nhiều nếu mà so với những con máy ở thời điểm hiện tại. Có cả những con máy có mức giá rẻ hơn thì em này vẫn sẽ thua ở cái điểm này. Đó chính là màn hình em này chỉ có tần số quét là 60Hz mà thôi, và không có tần số quét cao 90Hz hay là 120Hz gì đâu anh em nhá. Đối với một con máy có mức giá tầm khoảng là hơn 8 củ như thế này là một điều có thể nói là anh em cực kỳ lưu ý đối với những ai mà sử dụng quen những màn hình 120Hz rồi. Và khi anh em sử dụng em thoại này chắc chắn sẽ thấy được sự khác biệt ở trên cái màn hình này. Nhưng mà anh em cứ yên tâm, nếu như anh em nào sử dụng những cái tác vụ cơ bản hàng ngày thôi thì với cái việc lướt chạm trên cái em này thì nó vẫn có thể đáp ứng được cho anh em một cách rất là bình thường. Tại vì với những người mà sử dụng phổ thông ấy thì chắc chắn họ sẽ không biết được đâu là một cái màn hình 120Hz, đâu là một cái màn hình 60Hz cả anh em ạ. Có thể là họ vẫn sẽ nhận ra là cái con 120Hz nó sẽ lướt chạm mượt mà hơn con 60Hz. Tuy nhiên thì để mà sử dụng cơ bản thì họ cũng không cần phải lên 120Hz làm gì cả. Đó, còn lại những cái khác trên cái màn hình này thì để cho anh em có thể sử dụng thì nó vẫn thì có thể đáp ứng được thoải mái cho anh em với màn hình tấm nền rất là chất lượng rồi, Super Retina XDR OLED này, màu sắc cho ra tươi, màu đen sâu, chi tiết thì cũng rất là cao với độ phân giải là hơn Full HD cộng luôn nhá. Và độ sáng em này thì nó cũng ổn, để cho anh em có thể mang chiếc thoại ra ngoài đường sử dụng các thứ thì cái khả năng hiển thị của em nó vẫn đủ sáng, nên là anh em cứ yên tâm nhá. Còn với phần kích thước màn hình em này thì nó cũng khá là nhỏ gọn nữa, cho nên là tay anh em nào bé thì có thể dễ dàng sử dụng ở một tay đó như thế này. Mình có thể sử dụng ở một tay lướt như này cũng rất là dễ dàng thôi. Rồi, và phần hiệu năng thì em này sẽ được trang bị cho mình là một chip Apple A13 Bionic. Với chip này ở thì bây giờ thì nếu như nó mạnh thì cũng không hẳn anh em ạ. Tại vì với một con máy có thiết kế khá là nhỏ gọn như thế này, pin thì nó cũng hơi hẹo nữa, thì thật sự mạnh thì nó cũng hơi dư thừa. Tại vì nếu như anh em có mua chiếc này chỉ để chơi game thì là một điều rất là sai lầm đấy nhá. Tại vì cái thời gian mà anh em chơi game trên cái em này thì thật sự rất là ít luôn. Nên là nếu anh em nào xác định mua chiếc này về chơi game thì không đâu anh em nhá. Nên lựa chọn những con máy ví dụ như là lên cái phiên bản 11 Pro Max thì nó sẽ ok hơn. Hoặc là anh em có thể lựa chọn những con máy Android ở hiện tại trong tầm giá này thì nó cực kỳ là nhiều con máy ngon cho anh em mua về chơi game luôn. Còn đối với em này thì nó vẫn có thể đáp ứng được thoải mái những cái tác vụ bình thường, ngay gọi, nhắn tin, Facebook hay là xem video các thứ thì không gì phải lăng tăng rồi. À, còn một điểm nữa thì em này cái phiên bản tiết kiệm nhất anh em có thể mua là 464. Đó, một cái thông số cho đến thời điểm bây giờ thì nó cũng quá là thấp rồi, để cho anh em có thể sử dụng lưu trữ hàng ngày thì nó gần như là không đủ anh em nhé. Tại vì cơ bản những cái máy ở bây giờ thì nó đều là 8128 hay là 8256 cả rồi. Đến cả bộ nhớ 128 thì nó đã không còn là gọi là thoải mái nữa, thì đừng nói là phiên bản 64 như thế này.
đó, anh em chỉ có thể lưu được một vài tấm ảnh hoặc là một vài tựa game nó đơn giản thôi, chứ nó không lưu trữ được nhiều nữa đâu anh em nhé. Nên là cái này anh em cực kỳ lưu ý. Và với phần mềm thì iOS 17 năm nay thì em này vẫn có thể lên được tất nhiên rồi, còn với iOS 18 năm sau thì theo nhiều đoán thì nó vẫn có thể được hỗ trợ, nhưng mà với iOS 19 thì phần trăm lớn là không còn được hỗ trợ nữa đâu. Nhưng mà cái này thì nó chỉ phù hợp với những anh em nào mà thích vọt vạch các thứ thôi, chứ còn những ai mà chỉ sử dụng cơ bản hàng ngày thì cũng không cần thiết phải lên cái phiên bản mới nhất làm gì cả anh em ạ. Hiện tại thì với em này, anh em vẫn có thể để ở iOS 16 thì nó vẫn có thể hỗ trợ được cho anh em một cách rất là bình thường thôi. Bây giờ nói qua một tí về cái phần camera em này ở thời điểm bây giờ đi, thì em này có cụm camera là 3 cam 3 cảm biến phía sau với thông số đều là 12 chấm cả, có góc rộng này, có camera tele, tất nhiên thì nó vẫn sẽ có chống rung, có lấy nét tự động các thứ cho anh em luôn. Tuy nhiên thì để mà nói em này nó sẽ thiếu một cái, đó chính là chụp đêm. Về cái khả năng chụp đêm hay là trong điều kiện thiếu sáng thì em này nó vẫn sẽ thua so với con iPhone 12 đấy. Thì đó là nói về trong những cái điều kiện gọi là khó khăn một tí, còn trong những cái trường hợp mà đầy đủ ánh sáng này thì nó vẫn có thể cho ra được những bức ảnh đầy đủ chi tiết, màu sắc thì cũng rất là thật luôn. Còn về quay video trên em này thì đây là một cái điểm mạnh trên những dòng iPhone rồi, nên là anh em cũng không cần phải quá lo lắng mua em này về quay TikTok, YouTube các thứ thì nó vẫn rất là mượt mà, ổn định thôi. Ngoài ra em này thì nó vẫn sẽ có hai loa nghe nhạc giải trí, xem phim các thứ thì cũng không có gì để chê rồi. Có kháng nước kháng bụi IP68. Tuy nhiên thì đối với những con điện thoại mà nó ra mắt lâu năm như thế này thì anh em tốt nhất không nên để nó vào nước anh em nhé. Tại vì một thời gian dài thì cái khả năng chống nước của nó thì cũng đã hạn chế đi rất là nhiều rồi. Rồi còn gì nữa nha? À, về sạc thì cho đến thời điểm hiện tại bây giờ sạc thì những con máy nó đều lên là 100W, 120W cả rồi. Còn em này thì cái thời gian sạc của nó rơi tầm khoảng hơn 1 tiếng. Thì cái này thật sự anh em mà lưu ý anh em nhé. Đây cũng là một cái điểm trừ khá là lớn đối với những con iPhone. Cho đến thời điểm bây giờ luôn, với những con mà iPhone 15, 15 Pro Max các thứ thì thời gian sạc nó cũng khá là dài. Rồi, thì ok, vừa rồi là những cái chia sẻ của mình với chiếc thoại iPhone 11 Pro này ở thời điểm tại. Thật sự thì nó sẽ phù hợp hơn với những ai không yêu cầu quá nhiều. Mọi thứ thì nó vẫn gọi là vừa đủ để đáp ứng được thôi. Chứ còn để mà nói thoải mái thì không đâu anh em nhé. Về pin này hay là về lưu trữ các thứ thì cũng sẽ không ổn đâu. Vậy còn anh em có ý kiến gì về chiếc điện thoại iPhone 11 này thì hiện tại thì anh em có để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau anh em nhé.